nó cam không? Không, nó cam luôn. Nhớ lớn là nó đòn nữa. Nên làm mùng nước này. Nước uống cái gì đấy? Hả? Nước đi đâu? Nước tốt mà lắp lấy dây an ở trong chỗ này không? Mệt quá, đứng nhìn chảy nhận ra. Nước dùng quá, vài bình nước thằng nào cũng đi rồi. Nhà mình đói quá. Chai sữa của ai? Đi nước ngoài nha. Thế nào nhỉ? Sao đợt này lâu thế? Đấy. Đâu cháu phải ngồi đến tận cùng ấy. Cho nên mình bảo thế đợt này lâu nhưng mà lần nó ra nhanh lắm. Nói chung rằng là Việt Nam không có gì hấp dẫn.